Biệt đội xây dựng. Chào Jerry nhí, hôm nay em khỏe không? Em nói đúng, ngày hôm nay thật đẹp để đi chơi biển. Chúng ta không có biển nào gần đây, nhưng anh cá là đội xây dựng sẽ làm được. Xuất sắc! Jerry nhí, em có bản phác thảo nào để chúng ta làm không? Có vẻ tuyệt vời đó Jerry. Hãy tới dòng sông nào các bạn à. Được rồi đội xây dựng, sau đây là những gì chúng ta cần làm để hoàn thành nhiệm vụ. Bước 1, san lấp mặt đất bằng cát. Bước 2, đào 5 cái hố. Bước 3, trồng 5 cây cọ dừa. Chà, những vật liệu tốt được giao tới nhanh thật. Nên tiến hành thôi đội xây dựng. Edgar, bạn có thể lấy những bao cát và đổ đầy thùng tải của Ethan không? Giờ hãy lấp cát ở gần nước để tạo thành bãi biển. Ôi không, Ethan, bạn không còn cát nữa sao? Chúng ta phải làm gì đây? Biết rồi, hãy gọi cho trực thăng Hector. Có lẽ anh ấy sẽ có một ít. Nè Hector, biệt đội xây dựng cần bạn giúp. Bạn có thể tới bờ sông và mang theo một ít cát không? Cảm ơn bạn đã tới, Hector. Ethan đã hết sạch cát và tụi mình cần thêm cát để lấp mặt đất và tạo thành bãi biển. Bạn có thể đưa cho tụi mình túi cát mà bạn mang theo không? Làm tốt lắm. Bãi biển thực sự đã hình thành các bạn à. Được rồi, giờ hãy trồng những cây cọ dừa nào. Edgar, bạn hãy đào những cái hố và sau đó Charlie sẽ trồng những cái cây vào. Ôi trời, đừng để cây bị thổi bay. Cảm ơn trời, thật là may. Ethan, bạn có thể lắp những cái hố lại không? Làm tốt lắm. Xong rồi, các bạn à. Giờ bãi biển đã thực sự hoàn thành. Các bạn làm được rồi, phối hợp tốt lắm. Bãi biển nhìn thật hoàn hảo. Nè biệt đội, các bạn tính làm gì ở đó vậy?
Chào Jerry nhí. Chắc chắn là em đã sẵn sàng cho một ngày đi chơi biển rồi. Em nghĩ sao về công việc của biệt đội? Tốt quá. Rất mừng vì em thích nó. Biệt đội đã xây một tòa lâu đài cho em đó. Làm tốt lắm mọi người. Thấy không? Chúng ta có thể làm mọi thứ nếu phối hợp với nhau. Cảm ơn lần nữa vì đã giúp Hector à. Hẹn gặp lại bạn sau. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Biệt đội xây dựng. Chào Tyler. Hôm nay bạn thế nào? Được rồi, mình hiểu. Charlie, Ethan, Edgar à, Tyler cần các bạn giúp thi công một thứ. Các bạn có muốn nghe về dự án không? Được rồi. Tyler, nhiệm vụ hôm nay là gì? Ồ, một nhà banh mới cho sân chơi. Vui đó. Tụi mình sẽ làm Tyler, nhưng hứa là bạn sẽ không được ích kỷ đó. Làm thôi nào, biệt đội. Đây là một dự án khó khăn các bạn à. Chúng ta sẽ phải phối hợp với nhau để thực hiện nó. Được rồi, đây là những việc cần làm, chú ý nha. Bước 1, đào một cái hố chữ nhật kế bên bán trượt ở trên sân chơi. Bước 2, xây những bức tường bên trong cái hố. Bước 3, đổ banh đầy vào cái hố. Được rồi Edgar, đầu tiên chúng ta cần đào một cái hố để xem bạn làm được gì nha. Được rồi Edgar, làm tốt lắm. Giờ Edgar và Ethan, các bạn có thể dọn rác đi chỗ khác không? Làm tốt lắm các bạn. Cái này nhìn tuyệt đó. Giờ chúng ta cần xây những bức tường của nhà banh. Hãy nhìn những vật liệu xây dựng này. Chúng ta nên sử dụng gì cho dự án này? Dây thừng không đủ cứng chắc cho dự án này, Ethan à. Có cái nào khác không? Xi măng thì cần nhiều thời gian để trộn, Charlie à. Bạn nói đúng, Edgar. Những cục gạch nhựa là thứ chúng ta cần. Và cái mép trên cùng của chúng sẽ giúp chúng ta ra khỏi hố banh. Ý kiến hay lắm. Edgar, bạn có thể đặt những miếng gạch nhựa này xung quanh hố để giúp nhà banh vững chắc không? Được rồi, Charlie, tốt lắm. Tới đây nhìn đi, Edgar. Phối hợp tốt lắm các bạn. Hãy nhìn kết quả nào. Thật là ngạc nhiên. Xuất sắc lắm. Giờ thì nhà banh đã định hình rồi. Giờ chúng ta chỉ cần đổ banh vào thôi.
Ôi trời ơi, biệt đội à, sao chúng ta có thể quên mất những trái banh chứ? Hay gọi cho máy bay trực thăng Hector, mình cá là anh ấy có thể mang banh tới. Hector, tụi mình cần bạn giúp. Bạn có thể mang tới cho biệt đội xây dựng những quả bánh màu được không? Tốt quá, bạn có chúng sao? Chào bạn Hector, tụi mình cần những quả bánh đó để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có thể đổ chúng vào hố không? Ôi không, hãy để những quả bánh vào hố trước khi chúng lăn đi mất. Edgar à, Charlie, Ethan, hai bạn cũng giúp bạn ấy đi. Cảm ơn nhiều, biệt đội. Tuyệt lắm, nhà banh đã hoàn thành. Chào Tyler, bạn nghĩ sao về nhà banh mới nè? Và đừng quên là bạn đã hứa sẽ bỏ tính ích kỷ đó đi nha. Làm tốt lắm mọi người, Tyler sẽ không bao giờ ích kỷ nữa. Và nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn xem, chúng ta có thể làm mọi thứ khi hợp tác với nhau. Và cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Hector à. Hẹn gặp lại bạn sau. Tạm biệt mọi người. Biệt đội xây dựng. Chào bạn Tom, hôm nay bạn cần giúp gì nào? Ồ, anh bạn, món quà sinh nhật bất ngờ. Charlie, Ethan, Edgar, hôm nay là sinh nhật của Amber nhí. Và Tom muốn chúng ta làm một món quà. Các bạn có muốn nghe về dự án này không? Tuyệt lắm. Tom à, nhiệm vụ hôm nay là gì? Ồ, một lâu đài mừng sinh nhật. Hay lắm. Biệt đội xây dựng nhận nhiệm vụ này, Tom à. Đi thôi, biệt đội. Đây là một chỗ lý tưởng để làm món quà cho Amber nhí. Và dự án này có thể sẽ khó khăn lắm đây. Các bạn sẽ phải phối hợp với nhau để làm món quà sinh nhật trong mơ của Amber nhí thành hiện thực. Được rồi biệt đội, đây là những gì chúng ta cần để hoàn thành nhiệm vụ. Bước 1, xây nền móng cho tòa tháp. Đặt tầng tháp đầu tiên xuống và gắn cầu thang đầu tiên vào. Bước 2, gắn tầng tháp thứ 2 vào và gắn cầu thang thứ 2. Bước 3, gắn tầng tháp trên cùng và cầu thang cuối cùng vào. Chà, có nhiều vật liệu xây dựng quá. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chúng ta phải đào một cái hố để đặt lâu đài. Ai làm được nào? Làm tốt lắm. Được rồi, hãy đặt tầng tháp đầu tiên vào. Làm tốt lắm, Charlie. Làm tốt lắm. Giờ hãy gắn cầu thang đầu tiên vào. Ôi trời, hình như chúng ta quên vặn ốc rồi. Được rồi, hãy siết ốc cho cầu thang nào. Charlie, hãy gắn tầng tháp tiếp theo và cầu thang tiếp theo vào đi.
Được rồi, chỉ còn một tầng tháp nữa là xong. Ôi trời, hình như là tầng cuối cùng này hơi nặng đối với Charlie. Mình biết ai có thể giúp Charlie nâng nó. Hãy gọi cho máy bay trực thăng Hector. Nè Hector, biệt đội xây dựng cần bạn giúp. Bạn có thể đến mảnh đất đằng sau bệnh viện không? Cảm ơn đã đến Hector à. Charlie không thể tự mình nâng tầng tháp cuối cùng lên. Bạn giúp anh ấy được không? Tuyệt lắm. Hector, hãy thả móc câu xuống và móc vào mảnh ghép trong khi Charlie nâng nó lên. Tuyệt lắm, các bạn làm được rồi. Giờ chúng ta chỉ cần siết ốc lại và gắn cầu thang cuối cùng vào. Hoàn hảo. Bạn có biết con ốc cuối cùng này gắn vào đâu không, Edgar? Có ai biết không? Chà chà, mình chắc là bạn sẽ tìm được thôi, Edgar. Hoàn hảo lắm. Tòa lâu đài mừng sinh nhật của em Bơ Nhí đã xong rồi, biệt đội. Làm tốt lắm. Tòa lâu đài thật tuyệt vời. Ngạc nhiên chưa, Amber nhí? Chúc mừng sinh nhật. Em có thích món quà sinh nhật này không? Tuyệt lắm. Thật vui vì em thích nó. Làm tốt lắm mọi người. Nhìn xem, chúng ta có thể làm mọi thứ nếu như phối hợp với nhau. Cảm ơn đã giúp đỡ, Hector à. Hẹn gặp lại bạn sau. Hẹn gặp lại các bạn. Biệt đội xây dựng. Chào các bạn. Hôm nay các bạn hình như rất bận rộn thì phải. Chào Lily, gặp bạn thật tốt quá. Bạn có dự án nào cho biệt đội xây dựng à? Mình hiểu rồi. Charlie, Ethan, Edgar, Lily muốn các bạn thi công một thứ. Có muốn nghe qua dự án này không? Được rồi Lily à, để xem nhiệm vụ là gì. Chà, một máng trượt mới cho khu vui chơi. Đi nào, biệt đội. Nhiệm vụ nan giải đây. Các bạn sẽ phải cùng nhau làm việc, phối hợp với nhau để hoàn thành máng trượt. Bước 1, chúng ta sẽ xây một cái tháp với một cái bệ trượt. Bước 2, gắn những máng trượt lên. Bước 3, gắn một lối đi bộ lên phía bên kia của bệ trượt. Hãy nhìn tất cả vật liệu xây dựng này. Chúng ta cần thứ gì đó cứng cáp hơn gỗ để xây máng trượt, Ethan à. Những thanh thép này chắc chắn để dựng bệ trượt lên. Và những rào chắn để ngăn các xe hơi bị rơi xuống. Đúng lắm Charlie. Những cái này hoàn hảo để làm một máng trượt thật trơn. Chắc chắn phải cần những con ốc để cố định mọi thứ lại, Ethan à. Ý kiến hay lắm. Đúng rồi Edgar. Chúng ta không được quên phần bệ trượt. Nó rất quan trọng. Phải rồi, một lối đi. Không có nó thì làm sao leo lên bệ trượt được chứ. Được rồi biệt đội, bắt tay vào việc nào. Chúng ta cần đóng những cái này vào đất để dựng máng trượt lên, Edgar à. Ethan có thể giúp bạn. Việc đó có hơi khó khăn, nhưng bạn làm được mà.
Edgar à, bạn nên siết chặt rào chắn vào bể trước. Làm tốt lắm. Giờ chúng ta cần gắn những máng kim loại trơn trượt này vào bể trượt. Đúng rồi Charlie, máng trượt sẽ không vững chắc nếu thiếu cột trụ ở giữa. Ethan, Edgar, bạn có thể tìm xem có thứ gì có thể làm cột trụ cho máng trượt không? Hoàn hảo lắm các bạn. Chà, các bạn còn mang theo một giá đỡ cho lối đi bộ à? Tiếp theo bạn phải lắp máng trượt thứ hai vào. Ethan à, bạn có thể mang lối đi tới không? Charlie sẽ xử lý nó. Phối hợp tốt lắm. Máng trượt đã chính thức hoàn thành. Chào Lily, bạn nghĩ sao về máng trượt mới nè? Làm tốt lắm mọi người. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Và chúng ta không thể làm được nếu không hợp tác với nhau. Hẹn gặp lại lần sau. Biệt đội xây dựng. Xin chào đội xây dựng. Chúc mừng lễ Halloween. Nhìn các bạn làm việc hăng say quá như thường lệ. Chào đội xây dựng, các bé đang muốn tận hưởng một Halloween vui vẻ. Các bạn có ý kiến nào không? Tuyệt vời, mụ tàu lượn siêu tốc ma quái. Hoàn hảo đó Ethan. Hãy tới khu thi công nào các bạn. Wow, có vẻ như đây là một công việc vất vả đó đội xây dựng à. Bắt tay vào việc thôi. Bước 1, dựng những cây cột móng và nối những thanh ray lại. Bước 2, xếp những toa xe lên đường ray. Bước 3, gắn những bức tường và bức phong vào. Đầu tiên, chúng ta phải dựng những cây cột trụ lên. Chúng sẽ hỗ trợ cho toàn bộ đường ray. Đúng rồi, làm tốt lắm các bạn. Giờ chúng ta sẽ nối các đường ray với các cây cột. Edgar, đừng quên những con ốc nha. Chúng ta cần chúng để cố định mọi thứ lại với nhau. Làm tốt lắm các bạn. Hãy vặn những con ốc lại cho chặt nha. Nó bắt đầu định hình rồi nè. Được rồi, bước tiếp theo là đặt những toa xe lên đường ray.
Charlie, hãy đặt chúng lên đường ray, từng cái một thôi. Đảm bảo rằng chúng được xếp đúng vị trí. Giờ chúng ta cần gắn những bức tường và bức phong vào. Lắp những bức phong cẩn thận nha các bạn. Nhớ là vặn ốc vào để chúng được cố định. Ồ, cái này thật tuyệt vời. Nó sẽ cực vui và ma quái cho mà xem. Các xe hơi nhí sắp có một Halloween tuyệt vời rồi. Này các em, các em đã sẵn sàng để đi một vòng quanh ngôi nhà ma ám chưa nè? Em thì sao Francis? Có muốn ngồi trên tòa cuối cùng không? Tận hưởng chuyến đi nha. Coi chừng lũ dơi kìa. Wow, những con ma đó nhìn giống thật quá. Thật tuyệt vì các em đã chơi rất vui, các bé à. Halloween vui vẻ nha. Ồ, Francis, em biết tất cả chỉ là giả thôi mà, phải không? Nhiệm vụ hoàn thành đội xây dựng à. Các bạn có thể làm nên những thứ tuyệt vời khi là một nhóm với nhau. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Biệt đội xây dựng. Chào các xe hơi nhí, các em đang làm gì vậy? Đang xây lâu đài cát sao? Vui thật ha. Nhìn kìa, là tàu thủy Bobby. Chào Bobby. Chuyện gì vậy? Em cũng muốn chạy xuống sông sao? Anh nghĩ có người sẽ giúp được em. Xin chào biệt đội xây dựng. Các bé muốn có một con tàu để chơi. Các bạn có giúp được không? Tuyệt. Các bạn tính xây gì cho tụi nhỏ nè? Một con tàu hải tặc sao? Chà, chúng ta sẽ xây nó ở đâu các bạn? Trên sân chơi. Hoàn hảo, đi thôi. Làm gì trước đây các bạn? Một cái bệ để đặt con tàu vào sao? Được rồi. Đang nghĩ gì vậy mọi người? Làm tốt lắm Charlie. Edgar, chúng ta sẽ lắp hai bên vỏ tàu vào chứ. Thật là hào hứng.
làm sao để nối chúng lại với nhau đây? Bạn có ý kiến gì sao SG? Là gì vậy? Đinh ốc sao? Hoàn hảo. Làm tốt lắm các bạn, phối hợp ăn ý lắm. Một con tàu hải tặc cần gì nữa đây? Một khoang tàu sao? Ý kiến hay đó. Là gì vậy? Những tấm ván để lắp khoang tàu sao? Mình hiểu rồi. Thật là ấn tượng. Nhưng làm sao các bé biết đó là một con tàu hải tặc chứ không phải là một con tàu bình thường? Được rồi Ethan, bạn hình như đã có kế hoạch. Một cột buồm sao? Bạn cũng có buồm nữa chứ. Chà, các bạn đã nghĩ tới mọi thứ. Nó nhìn giống một con tàu hải tặc thực sự rồi. Đã sẵn sàng cho các bé chơi chưa? Chưa à, vẫn còn một việc phải làm sao? Được rồi các bạn, là gì vậy? Hector, thật là ngạc nhiên. Có gì trong cái túi đó vậy? Những quả bóng màu để làm nước biển à? Các bé chắc chắn sẽ thích lắm đây. Này các bé, hãy tới và ngắm con tàu của các em nè. Các em nghĩ sao? Làm tốt lắm biệt đội xây dựng. Lũ trẻ thích nó. Hãy chơi thử nào. Giỏi lắm biệt đội xây dựng. Hẹn gặp lại lần sau. Biệt đội xây dựng. Xin chào. Các em cần giúp gì không? Được rồi, Charlie, Ethan, Edgar, Fran nhí và các bé muốn các bạn sẽ giúp một công trình. Các bạn có muốn nghe về dự án này không? Tuyết, nhiệm vụ hôm nay là gì nào? Chà, một vòng quay khổng lồ cho khu vui chơi. Tuyệt lắm. Biệt đội xây dựng đã nhận nhiệm vụ. Đi thôi, biệt đội. Nhiệm vụ này sẽ vui, nhưng cũng khó lắm đây. Các bạn sẽ phải phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành nó. Được rồi, biệt đội. Đây là những gì chúng ta cần để hoàn thành nhiệm vụ. Bước 1. Gắn hai vòng quay hai bên vào trục xoay. Bước 2. Gắn chân trụ vào cả hai bên của vòng quay. Bước 3. Gắn những khoang chở vào. Chà, có quá nhiều vật liệu xây dựng quá. Bắt đầu nào. Được rồi, hãy gom tất cả những vật liệu chúng ta cần và mang chúng tới khu vực thi công. Đầu tiên, chúng ta cần đào một cái hố để làm chân móng. Ai có thể làm được? Hoàn hảo. Được rồi, giờ chúng ta cần lắp xi măng vào cái hố này. Chà, chúng ta quên trộn xi măng rồi. Không sao đâu, hãy gọi cho xe trộn xi măng Christopher. Nè Christopher, biệt đội xây dựng cần bạn giúp. Bạn có thể tới khu vui chơi để trộn xi măng không?
Tốt quá, bạn tới rồi. Chúng ta cần lắp xi măng vào cái lỗ này. Bạn có thể trộn một ít không? Ôi, nhanh lên, hãy hút xi măng vào cái hố trước khi nó khô. Vừa kịp lúc. Bây giờ, trong lúc đợi xi măng khô, hãy lắp vòng quay thôi. Đầu tiên, bạn cần gắn những vòng quay vào trục xoay. Được rồi, phối hợp tốt lắm các bạn. Giờ thì đừng quên siết chúng chặt lại với nhau. Vòng quay khổng lồ nhìn tuyệt lắm các bạn. Giờ hãy dựng nó lên chân trụ thôi. Ôi trời, Edgar không đủ cao để làm việc này. Charlie, bạn làm được không? Chà, các bạn làm rất tốt đó. Nhanh lên, hãy siết ốc cho vòng quay và chân trụ đi. Vòng quay khổng lồ gần hoàn thành rồi. Nhìn tuyệt lắm biệt đội. À, các em tới đúng lúc lắm. Biệt đội sắp làm xong vòng quay khổng lồ. Có muốn xem Charlie, Ethan và Edgar gắn khoang chở không? Được rồi. Ethan, hãy chở những cái này tới vòng quay nào. Và Edgar sẽ gắn chúng giùm bạn. Làm tốt lắm mọi người. Vậy các em có thích vòng quay khổng lồ mới này không? Tuyệt lắm. Rất vui khi thấy các em chơi vui vẻ. Làm tốt lắm mọi người. Nhìn xem, chúng ta có thể làm mọi thứ miễn là phối hợp với nhau. Cảm ơn đã giúp đỡ Christopher. Hẹn gặp lại bạn. Hẹn gặp lại mọi người.